Đây, xin chào tất cả các tình yêu đã đến Shop Inflation nha. Hôm nay hàng đi tiếp tục của Shop Inflation. Dầu gội ha, kích thích mọc tóc, tinh dầu bưởi Anquani Collagen V ha. Hương hiệu của Mỹ nha mọi người nha. Hàng công ty ha, nhập nguyên liệu trực tiếp từ Mỹ nha mọi người. Công dụng của nó là chiết xuất tinh dầu vỏ bưởi nè, tinh dầu hương nhi, tinh dầu bạc hà và dưỡng chất collagen B complex trong dầu gội giúp chống rụng tóc, cực kỳ hiệu quả, kích thích mọc tóc mới, pH 5.5 kháng viêm và tăng cường lưu thông máu cho da đầu ha. Collagen phân tử thẩm thấu nè, hàng gắn tổn thương và cân bằng độ ẩm cho tóc nè, phục hồi tóc sau khi các bạn hay sử dụng hóa chất nhuộm tóc hay cái gì đó, hay là bị rụng tóc rất là nhiều, thì các tình yêu ơi ha, nhanh chóng sử dụng cái sản phẩm Anquani ha. Đó, có tinh chất collagen nha. Đó, nó sẽ phục hồi được tóc của các bạn khi mà bị tổn thương và giúp cân bằng độ ẩm cho làn tóc của mình nha. Cách sử dụng thì rất là đơn giản ha. Các bạn chỉ cần làm ướt tóc và lấy một lượng collagen, dầu gội collagen vừa đủ, cho vào lòng bàn tay và tạo bọt rồi đưa lên massage da đầu ha. Đó, nhẹ nhàng. Sau đó các bạn có thể xả lại bằng nước sạch và có thể kết hợp sử dụng thêm dầu xả cũng được hoặc không cũng được nha. Vẫn cứ mềm mướt tóc, rất là dịu nhẹ cho tóc nha. Đó, sản phẩm này là gọi là sản phẩm là rất là được các chị em ưa chuộng và đang hot ở trên thị trường hiện nay nè mọi người. Đây nha, chai dầu gội kích thích mọc tóc nè bạn. Các bạn, đây, giá lẻ của nó nè, đang để đây nha mọi người. Đây ha, đó, được đóng gói ở Việt Nam và nguyên liệu nhập hoàn toàn từ Mỹ nha mọi người nha. Hạn sử dụng 3 năm in trên sản phẩm nè, một chai 500ml. Chai này mọi người có thể sử dụng nè, 3 đến 4 tháng, rất là lâu nè. Đó, rất là lâu nha mọi người nha. Và sản phẩm này cũng đang được rất là nhiều các chị em ưa chuộng trên thị trường hiện nay nha. Đó, mọi chi tiết thì các chị em có thể liên hệ trực tiếp với em Uyên để được mua giá sỉ lẻ nha. Hôm nay Uyên gửi cho khách nè. Khách lẻ nhà Uyên ha, mua 6 chai như thế này nè. Đó, để được cái giá sỉ ưu đãi nè mọi người, thấy không? Một lần mà mua 6 chai luôn là mọi người biết là họ sử dụng cái sản phẩm này rất là thích luôn. Đợt trước là lấy 4 chai thôi, đợt này tăng cường lên 6 chai luôn là biết là hiệu quả cỡ nào rồi đó. Đây, thông tin nha, muốn lấy sỉ lẻ thì mọi người liên hệ trực tiếp với em Uyên qua hai số hotline này giùm em Uyên nha. Đó, số Zalo là 0938033035. Đó, còn hotline gọi nhanh để tư vấn nhanh thì 0767750430 nha. Đó, thông tin địa chỉ của em Uyên đầy đủ ở trên đây. Mọi người cũng có thể cập nhật để xem chi tiết nha mọi người nha. Đó, đây, lúc nào hàng cũng mới nhất cho mọi người, đắt mới nhất luôn, đắt xa luôn nha mọi người nha. Nếu mà bên em Uyên hoặc là công ty gửi nhầm ha, đắt gần hay gì thì mọi người cứ inbox trực tiếp với em Uyên để mà được tư vấn và đổi trả miễn phí nha. Đó, sản phẩm đắt mới cho mọi người, không có lo mà lăn tăn về vấn đề về đắt nha. Cứ mà an tâm về sử dụng những sản phẩm bên Shop Inflation nha. Đây nha, một chai như thế này, sử dụng nha, đó, 3 đến 4 tháng nha, rất là lâu nha mọi người nha. Nguyên liệu hoàn toàn từ Mỹ nha mọi người. Đó, rồi, bây giờ em Uyên đóng hàng gửi cho khách đây. Cảm ơn tất cả các tình yêu đã luôn ủng hộ Shop Inflation nha. Lưu ý nhớ nha, dầu gội tinh chất vỏ bưởi nha, kích thích mọc tóc Anquani Collagen B Complex nè. Đó, sản phẩm đang rất là hot trên thị trường hiện nay nha. Nguyên liệu từ Mỹ và nhập trực tiếp từ Mỹ và đóng gói ở Việt Nam mình nha. Giá thành nó sẽ mềm hơn nè. Đây, công ty rõ ràng ở trên đây luôn nha mọi người ha. Đó, mọi chi tiết liên hệ nha. Đây, nguyên liệu từ Mỹ nè, USA nè mọi người, thấy không? Rồi, cảm ơn tất cả các tình yêu đã luôn ủng hộ Shop Inflation nha. Mọi chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp qua số hotline hoặc là Zalo để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất nha. Facebook của em Uyên hiện là Lê Thị Tân Uyên. Đó, có ghi chú là Shop Inflation nha. Đó, Lê Thị Tân Uyên mà có Shop Inflation luôn Facebook. Fanpage là Uyên Fashion Shop nha mọi người. Đó, YouTube là Lê Thị Tân Uyên. Đó, mọi người cũng có thể cập nhật nha tin tức mới nhất mỗi ngày của bên Shop Inflation nha. Xin chào và tạm biệt mọi người ạ. Chào mọi người nha. Đó, ai muốn lấy sỉ ha, số lượng lớn thì cứ inbox trực tiếp với em Uyên để được mua đúng hàng chính hãng nha, bao hàng chuẩn chính hãng cho mọi người sử dụng nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người.